Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng đến với những tin tức trong bản tin 113 online cập nhật. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 13 giờ ngày 17 tháng 7, vị trí tâm bão cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 480 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 15. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 km. Vị trí tâm bão lúc này trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng có xu hướng giảm cường độ với sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 12. Đến 13 giờ ngày 19 tháng 7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h, đi sâu vào đất liền, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu và tan dần. Vị trí tâm bão lúc này trên đất liền khu vực phía Tây Bắc Bộ với sức gió giảm dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của bão số 1, từ gần sáng ngày 18 tháng 7, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Thái Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12. Khu vực các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9. Để chủ động ứng phó với bão số 1, có tên gọi là bão Talim, các địa phương ven biển nơi bão đi qua đã sẵn sàng các điều kiện vật chất, lực lượng, chủ động trong mọi tình huống. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ ngày 17 tháng 7, đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho 52.188 tàu trên 226.183 người biết diễn biến hướng đi của bão để chủ động di chuyển phòng tránh. Hiện không còn tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm. Khu vực từ Quảng Ninh đến Nghệ An có 553 tàu biển và phương tiện thủy nội địa đang hoạt động. Các phương tiện đã nhận được thông tin về bão số 1. Tính đến 18 giờ ngày 16 tháng 7 tại Quảng Ninh, Hải Phòng còn tổng số 17.414 khách du lịch lưu trú trên các tuyến đảo. Các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định dự kiến cấm biển từ 12 giờ ngày 17 tháng 7, Hải Phòng dự kiến từ 21 giờ ngày 17 tháng 7. Các địa phương khác tiếp tục theo dõi diễn biến của bão để xem xét quyết định phù hợp với tình hình thực tế. Các địa phương đã rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm và trên các lồng bè chòi canh nuôi trồng thủy sản, trong đó các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình dự kiến sơ tán khoảng 29.887 người. Do ảnh hưởng của bão số 1 có tên gọi quốc tế là Talim, các hãng hàng không đã điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay trong ngày hôm nay. Các hãng hàng không nhận định ảnh hưởng của bão số 1 có thể kéo dài. Theo đó, hành khách đang có kế hoạch đến hoặc là đi từ các sân bay bị ảnh hưởng bởi bão số 1 thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời tiết và các thông tin từ các hãng bay để nắm hành trình và thời gian khởi hành. Các hãng hàng không cam kết sẽ thực hiện hỗ trợ hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng theo đúng chính sách. Để ứng phó với bão số 1, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị, cơ quan, tổ chức trực 24/24 giờ. Dự kiến hai sân bay Vân Đồn, Cát Bi sẽ nằm trong vùng ảnh hưởng của bão. Hai sân bay Nội Bài, Thọ Xuân có thể bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn. Cục Hàng không yêu cầu các cảng hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp tại một số địa phương có ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1 và đảm bảo tuyệt đối hoạt động bay. Tiếp tục với những nội dung khác, vào sáng ngày hôm nay, sau khi tạm dừng gần 2 tiếng đồng hồ, phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu tiếp tục ngày làm việc thứ 5 với phần công bố quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với 54 bị cáo của Viện Kiểm sát. Theo đánh giá của Viện Kiểm sát, vai trò nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án là bị cáo Phạm Trung Kiên. Đây là bị cáo có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhận hối lộ nhiều nhất, thủ đoạn trắng trợn, nên đề nghị hội đồng xét xử tuyên án tử hình. Đối với nhóm các bị cáo xét xử về tội nhận hối lộ, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị đề nghị tuyên án từ 12 đến 13 năm tù. Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự từ 18 đến 19 năm tù. Nguyễn Thanh Hải, Vụ trưởng Vụ quan hệ quốc tế từ 7 đến 8 năm tù. Bị cáo Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng bị đề nghị tuyên án từ 7 đến 8 năm tù. Vũ Anh Tuấn, cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh từ 19 đến 20 năm tù. Trong 24 bị cáo phạm tội đưa hối lộ, người bị đề nghị án phạt cao nhất là Lê Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky, từ 11 đến 12 năm tù. Còn Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty này, bị đề nghị tuyên từ 10 đến 11 năm tù. 22 bị cáo còn lại bị đề nghị tuyên từ 12 tháng đến 11 năm tù. Liên quan tới cáo buộc chạy án, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, bị đề nghị từ 6 đến 7 năm tù về tội môi giới hối lộ. Còn bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, bị đề nghị tuyên phạt từ 19 đến 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đang nợ nần thì nhận được đề nghị nhờ giúp chạy án cho đối tượng có hành vi giết người. Thảo đã cầm gần 1,3 tỷ đồng rồi tiêu xài cá nhân. Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ đối tượng Ngô Tiến Thảo, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải Đức Thảo. Vào ngày 11 tháng 5 năm 2022, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Hồng Long đã gây ra vụ án mạng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Trong thời gian này, đối tượng Long đã liên hệ với Phạm Kiên Quyết nhờ chạy án. Sau khi nhận lời giúp Long, Quyết đã liên hệ với Ngô Tiến Thảo nhờ chạy án cho Long. Sau khi thương lượng về giá cả, thông qua Quyết, bạn gái của Long đã 3 lần chuyển tiền cho Ngô Tiến Thảo với tổng số tiền là 1,3 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Thảo khẳng định đã lo chuyện của Long êm xuôi. Tuy nhiên, sau đó Long vẫn bị cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh bắt giữ. Từ lời khai của Quyết và các chứng cứ thu thập được, công an tỉnh Lào Cai đã làm rõ hành vi phạm tội của Thảo. Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận không có khả năng cũng như là không có quan hệ với ai để chạy án. Song do làm ăn thua lỗ lại đang nợ nần nên khi nghe Quyết đặt vấn đề, Thảo đã nảy sinh ý định phạm tội. Thời gian gần đây trên địa bàn của tỉnh Ninh Thuận đã xảy ra những vụ việc thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, gây hoang mang lo lắng cho xã hội. Nhiều vụ việc đã để lại những hậu quả nặng nề cho gia đình, nạn nhân và xã hội. Ghi nhận của nhóm phóng viên. Do mâu thuẫn từ trước nên vào rạng sáng ngày 3 tháng 6 năm 2023, Trịnh Công Sơn rủ 6 đối tượng khác đi tìm nhóm của Nguyễn Đắc Tiến, trú tại phường Đô Vinh để đánh trả thù. Nhóm của Sơn đã cầm dao tự chế và kiếm nhật. Đến khu vực phường Đô Vinh thì thấy Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Văn Sinh là nhóm của Tiến, nên cả nhóm hô hoán và chạy theo xe để đuổi đánh. Do bị tấn công và rượt đuổi chạy quá tốc độ nên xe của Thức đã mất lái ngã xuống đường làm cho Sinh tử vong và Thức bị thương nặng nên tử vong ngay sau đó. Thì hai bạn đó lạng không cho tụi em lên, tắt đầu tiên không cho tụi em lên, rồi rút một cây lê lại gõ một cái nón nguy hiểm ra để quăng lại chống trả tụi em. Thì tụi em mới, lúc mà bạn nó lạng qua đây thì tụi em mới chạy lên thì Trịnh Công Sơn mới chém, cầm cái gì chém, kiếm nhập. Trước đó vào đêm ngày 24 tháng 4 năm 2022, khi đang ngồi trong quán cà phê, nhóm của Nguyễn Phương Nam phát hiện nhóm thanh niên thường xuyên mâu thuẫn với nhóm của Nam nên nhóm Nam đã lấy dao đuổi đánh nhóm thanh niên kia. Hậu quả làm Nguyễn Đức Hậu, chú thành phố Phan Rang, Tháp Chàm bị thương tật 34%. Đặc biệt trong quá trình chờ cơ quan chức năng xử lý, tối ngày 24 tháng 5 năm 2023, Phạm Xuân Chí là một trong 6 đối tượng bị cơ quan công an áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, đã rủ Võ Văn Anh Khoa mang theo 2 con dao tự chế đi tìm Nguyễn Đức Hậu để trả thù vì nghi ngờ nhóm của Hậu đã chặn đánh mình. Khi đến nơi, không có Hậu ở nhà, Phạm Xuân Chí đã đập phá nhiều tài sản với tổng giá trị thiệt hại hơn 8 triệu đồng. Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam Phạm Xuân Chí và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Văn Anh Khoa về hành vi hủy hoại tài sản. Thì các cái đối tượng mà thanh thiếu niên hư này thì hoạt động gây án rất là manh động. Và các cái đối tượng này thường là sử dụng các cái hung khí như là dao, mác, rồi kiếm nhật, rồi là dao phong lợn, rồi là mò gầy. Và quá trình gây án này, các đối tượng này là đa số là không có hiểu biết pháp luật. Thứ hai là cái độ tuổi đang còn nhỏ, cho nên là quá trình gây án rất là manh động và liều lĩnh. Bên cạnh đó, các thanh thiếu niên có hoạt động manh động và có tính chất côn đồ, thậm chí đe dọa và sẵn sàng chống trả lại lực lượng công an. Điển hình như vụ việc vừa xảy ra vào khoảng 1 giờ ngày 6 tháng 3. Khi lực lượng công an tổ chức truy bắt đối tượng truy nã Nguyễn Khánh Phong, đối tượng điều khiển xe mô tô chở Phong tông thẳng vào xe của lực lượng chốt chặn. Còn Phong dùng dao bầu chống trả để tẩu thoát. Khám xét ngôi nhà mà Phong và các đối tượng dùng làm nơi tụ tập có 12 cây mác, 6 dao tự chế, 2 gậy sắt. Tiếp tục truy xét, 9 đối tượng khai nhận sau khi bỏ trốn, Phong đã gọi một số đối tượng mang theo hung khí đi tìm lực lượng chức năng để trả thù. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính của tình trạng bạo lực ở lứa tuổi thanh thiếu niên là do lối sống buông thả của bản thân cũng như sự thiếu quản lý giáo dục của gia đình phụ huynh. Sự hạn chế hiểu biết pháp luật cũng là nguyên nhân khiến cho các đối tượng manh động, liều lĩnh khi gây án. Tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội giết người. Đối tượng Lê Đức Cường, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại thôn 3, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Đối tượng này có sẹo chấm cách 1cm dưới trước mép phải. Đối tượng Nguyễn Quốc Tuấn, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tại thôn Hòa Nhất, xã Đặng Cương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
Đối tượng này có nốt ruồi cách 2cm trên sau mép trái. Và đối tượng Lê Văn Giang, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Nghĩa Sơn, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Đối tượng này có nốt ruồi cách 2cm dưới sau đuôi mắt trái. Số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.